Ngay lúc này, trending nhất trên mạng xã hội vượt mọi biên giới lãnh thổ chính là cụm từ thú vị quá. Mà cũng phải công nhận là drama liên quan đến cụm từ này thật là thú vị. Nó kéo theo ba cái tên hot hit của showbiz Hàn Quốc là Han So-hee, Ryung Jun-yeol và Hye-ri. Các nhân vật chính lần lượt lên sàn, thế nhưng mỗi phát ngôn lại càng tạo ra nhiều sóng gió tranh cãi. Vậy rốt cuộc thì sự thật là như thế nào? Hãy cùng phân tích xem sao. Sự việc bắt đầu vào rạng sáng ngày 15 tháng 3 trên mạng xã hội Hàn Quốc rộ lên tin đồn Han So-hee và tài tử Reply 1988 Ryo Jun-yeol đang hẹn hò. Theo đó, thì hai diễn viên đang cùng nhau du lịch ở Hawaii. Một người hâm mộ đã viết diễn viên Hàn Quốc đang dạo chơi ở hồ bơi khách sạn và tác tên của Han So-hee, Ryo Jun-yeol. Nhiều du khách xung quanh bể bơi cũng đã nhìn thấy cảnh cặp đôi tình tứ. Cư dân mạng Hàn Quốc thì tỏ ra vô cùng bất ngờ trước tin đồn, bởi từ trước đến nay thì Han So-hee và Ryo Jun-yeol chưa từng có tương tác với nhau. Vì hai diễn viên đang đàm phán vai chính trong dự án kinh dị là Delusion, nên nhiều người cho rằng có thể Han So-hee và tài tử Reply 1988 chỉ đang ghi hình mà thôi. Đến sáng ngày 15 tháng 3 thì công ty quản lý của hai diễn viên đã lên tiếng thừa nhận cả hai có đến Hawaii thật. Thế nhưng lại không khẳng định có phải thuần túy lý do công việc hay không. Điều đáng nói là trước khi vướng tin hẹn hò Han So-hee thì Ryo Jun-yeol đã chia tay bạn gái 7 năm là Hye-ri vào tháng 11 năm 2023. Tính đến nay là khoảng 4 tháng. Ngay sau khi tin tức Ryo Jun-yeol hẹn hò với Han So-hee xuất hiện thì Hye-ri đã đăng ảnh khu nghỉ dưỡng cùng với chú thích là thú vị quá. Điều thú vị hơn là sau khi chia tay thì mỹ nhân sinh ra vào năm 1994 vẫn theo dõi bạn trai cũ trên Instagram. Thế nhưng sau story thú vị quá thì cô đã lập tức hủy theo dõi. Từ loạt manh mối nói trên và động thái đáng ngờ từ người trong cuộc thì cư dân mạng không khỏi nghi vấn Ryo Jun-yeol và Han So-hee đã bí mật hẹn hò yêu đương, thậm chí là lén lút qua lại sau lưng của Hye-ri. Cư dân mạng Việt Nam thì vừa hóng biến vừa bật cười khi phát hiện điểm tương đồng không hề nhẹ giữa drama của các ngôi sao Hàn Quốc và bùng binh tình ái Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng Hải Tú ngày nào. Cũng là mối tình lâu năm, cũng có sự xuất hiện của một người mới xinh đẹp quyến rũ và những ẩn ý đằng sau chiếc bánh kem hay một câu ngắn gọn là thú vị quá. Thế nhưng không im lặng như Hải Tú, sau khi bị úp bánh kem thì Han So-hee đã ngay lập tức lên tiếng đáp trả story thú vị quá của Hye-ri. Và ngày 15 tháng 3, Han So-hee đã thể hiện sự cao tay khi một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa phủ nhận những gì truyền thông đăng tải, vừa đá xoáy Hye-ri. Cô đăng bức ảnh meme chú chó: "Bây giờ hãy giải thích tình huống này." Cùng câu trả lời: "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội để thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Chances Love. Điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm." Nếu bạn nào chưa biết thì Chances Love nghĩa là một người say nắng người khác khi mà đang có người yêu. Lúc chia tay người cũ thì nhanh chóng hẹn hò với người mình say nắng trước đó. Điều này trùng hợp với timeline tình yêu của Han So-hee và Ryo Jun-yeol do cư dân mạng lập giả. Cụ thể thì Ryo Jun-yeol, Hye-ri đã chia tay vào ngày 13 tháng 11 năm 2023. Thì chỉ 2 ngày sau đó, Han So-hee lần đầu gặp nam diễn viên tại triển lãm của anh. Han So-hee và Ryo Jun-yeol được bắt gặp nô đùa cùng nhau tại bể bơi của một khách sạn ở Hawaii vào ngày 14 tháng 3 năm 2024. Đến sáng ngày 15 tháng 3 thì công ty quản lý của hai ngôi sao đã phủ nhận chuyện hẹn hò. Đến buổi trưa thì Hye-ri đang quay phim ở Thái Lan, đăng ảnh ẩn ý và bỏ theo dõi bạn trai cũ. Thế nhưng với pha đáp trả càng đẹp thì tỷ số lúc này là 1-0 nghiêng về Han So-hee. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, hay đúng hơn là không bằng cư dân mạng một khi đã trở thành thánh soi. Han So-hee đã bị phát hiện nhấn like ảnh của Ryo Jun-yeol trên trang cá nhân từ tận năm 2016. Cô thậm chí còn mua một chú gấu bông giống với biệt danh là gấu Bắc Cực của tài tử Reply 1988, trong khi mà Ryo Jun-yeol đã bị lộ ảnh chụp cùng em gái Han So-hee. Chưa hết, để củng cố cho tin đồn hai ngôi sao cùng đi Hawaii thì netizen đã lần ra được thông tin chuyến bay. Theo đó, khán giả đã có được thông tin Han So-hee và Ryo Jun-yeol đã cùng tới Hawaii về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ. Không biết là việc làm này có liên quan gì hay không, thế nhưng đến rạng sáng ngày 16 tháng 3, động thái quay xe cực gắt của Han So-hee đã làm cư dân mạng không kịp trở tay thay quần áo. Cô xóa đi story thú vị quá để Hye-ri tự thú vị một mình. Từ phủ nhận, cô đã viết hẳn tâm thư trên blog cá nhân để mà thừa nhận hẹn hò với Ryo Jun-yeol. Hye-ri chẳng cần làm gì cũng thành công san bằng tỷ số. Tuy nhiên thì Han So-hee phủ nhận qua lại với Ryo Jun-yeol ngay sau khi mà anh chia tay bạn gái cũ. Nữ diễn viên giải thích rằng mặc dù đến tháng 11 năm 2023 mới có tin tức, thế nhưng thực chất Ryo Jun-yeol và bạn gái đã chia tay vào nửa đầu năm 2023. Còn cô và Ryo Jun-yeol chỉ mới hẹn hò vào đầu năm nay, nghĩa là sau khi Ryo Jun-yeol và Hye-ri đã chia tay gần một năm. Về triển lãm ảnh gây sóng gió thì cô và Ryo Jun-yeol đã gặp nhau tại triển lãm ảnh của nam diễn viên thông qua một người bạn là nhiếp ảnh gia. Thời điểm đó, vì biết có thể sẽ hợp tác với nhau trong một dự án nên cô đã đến triển lãm để chào hỏi Ryo Jun-yeol.
Liên quan đến bài đăng bị cho là cà khịa Hiri trên trang cá nhân vào chiều ngày 15 tháng 3, thì Han So-hee đã gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên. Nữ diễn viên cho biết là cô đã mất bình tĩnh trong giây lát và có những hành động thô lỗ khi chứng kiến bản thân bị cuốn vào những tin đồn sai sự thật. Han So-hee cho biết là cô sẽ đích thân xin lỗi Hiri. Còn người cuối cùng trong bùng binh này thì sao? Tài tử Replay 1988 im thin thít suốt một ngày, trong khi tình mới tình cũ combat với nhau trên mạng xã hội. Phải tới tận sáng ngày 16 tháng 3, sau khi mà Han So-hee chính thức xác nhận mối quan hệ, thì Ryeon Jun-yeol mới có động thái đầu tiên. Ryeon Jun-yeol đã lên tiếng xác nhận hẹn hò với mỹ nhân họ Han, thế nhưng mà không quên bác bỏ nghi vấn ngoại tình. Đại diện còn thay mặt nam diễn viên còn đe dọa sẽ có những hành động pháp lý đáp trả những bài đăng vu khống ác ý, xúc phạm nhằm vào nghệ sĩ của công ty. Thế nhưng mọi động thái chữa cháy đã quá muộn, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cư dân mạng tiếp tục bóc ra hàng loạt bằng chứng tố cặp đôi mới công khai nói dối ngoại tình sau lưng của Hiri từ lâu. Cư dân mạng đã soi ra bằng chứng Han So-hee và Ryeon Jun-yeol quen biết nhau từ trước thời điểm tài tử Replay 1988 chia tay Hiri. Không giống như là tuyên bố của họ, Han So-hee và Ryeon Jun-yeol đã từng hợp tác quay quảng cáo vào năm 2021. Vì vậy mà hai nghệ sĩ nói bản thân gặp đối phương lần đầu ở triển lãm tranh vào tháng 11 năm ngoái là không đúng sự thật. Trong tập thử thì Han So-hee nói rằng Ryeon Jun-yeol và Hiri chia tay từ năm 2023. Song thì dân tình phát hiện ra Ryeon Jun-yeol và Hiri vẫn còn đăng ảnh dùng ốp lưng điện thoại đôi vào ngày 10 tháng 11 năm 2023. 3 ngày sau, họ mới tuyên bố chia tay trước truyền thông. Thế nhưng đến ngày 18 tháng 11 năm 2023 thì Han So-hee đã tới triển lãm của Ryeon Jun-yeol. Theo lý giải của trang tin Hàn Quốc News 1, vào tháng 8 năm 2023, phía công ty quản lý vẫn còn phủ nhận Ryeon Jun-yeol và Hiri chia tay. Được biết thì cặp đôi có khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023 để cân nhắc kỹ lưỡng về chuyện tình 7 năm. Đến tận ngày 10 tháng 11 năm 2023 thì Hiri còn dùng ốp điện thoại đôi với Ryeon Jun-yeol. Cuối cùng thì họ quyết định dừng lại và thông báo trước truyền thông vào ngày 13 tháng 11 năm 2023. Dựa trên những bằng chứng và mốc thời gian được sắp xếp lại nói trên, dân tình không khỏi nghi vấn là Han So-hee và Ryeon Jun-yeol đã nói dối để mà che giấu việc họ âm thầm phát triển tình cảm sau lưng của Hiri. Sau khi mà Han So-hee, Ryeon Jun-yeol lần lượt đưa ra tuyên bố về chuyện tình cảm và bị nghi vấn ngoại tình, lúc này chỉ có thể chờ đợi động thái tiếp theo từ Hiri. Thế nhưng có thể thấy là dù kết quả ra sao đi chăng nữa, thì có thể thấy Han So-hee đã nhận được một bài học đắt giá. Chính bài viết mà Han So-hee thừa nhận là thiếu khôn ngoan đã khiến cho cô bị chỉ trích. Hành động được cho là đá đều Hiri khiến cho nữ diễn viên mất điểm. Hơn hết, việc Han So-hee thừa nhận yêu đàn anh chỉ một ngày sau khi phủ nhận cho thấy cô chưa thành thật, gây mất lòng tin với người hâm mộ. Mỹ nhân sinh ra vào năm 1994, nổi tiếng qua bộ phim Thế giới hôn nhân phát sóng vào năm 2020. Sau thành công vang dội của bộ phim này thì Han So-hee với ngoại hình nổi trội liên tục góp mặt trong những dự án phim khác. Diễn xuất chưa ấn tượng, thế nhưng với lợi thế ngoại hình đẹp, Han So-hee nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên nữ được yêu thích nhất hiện tại. Han So-hee cũng được mời làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng và liên tục xuất hiện ở các sự kiện thời trang. Han So-hee đã trở thành nữ hoàng quảng cáo sau khi Thế giới hôn nhân kết thúc. Cô công bố 3 hợp đồng quảng cáo chỉ trong vòng 5 tháng. Tuy nhiên thì sự việc lần này ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới sự nghiệp mới chớm nở và còn chưa vững chắc của Han So-hee. Bằng chứng là trên diễn đàn Pen, những bình luận bênh vực nữ diễn viên nhận được lượt không đồng tình nhiều hơn hoặc ngang ngửa với vote đồng tình. Ryeon Jun-yeol giờ đây được gọi là người yêu của Han So-hee thay vì là bạn trai Hiri. Khi mà Ryeon Jun-yeol công khai mối quan hệ với Hiri, tình yêu của họ bắt đầu bằng những lời chúc mừng nồng nhiệt. Thế nhưng mà mối quan hệ với Han So-hee bắt đầu có phần cay đắng hơn.